tướng Ukraine hé lộ bất đồng lớn giữa quân đội với chính phủ. Máy bay không người lái tấn công dung chuyển thành phố Saint Petersburg, xe gắn bom xâm nhập Crimea. Đô đốc Anh giúp Ukraine chống Nga ở Biển Đen, Điện Kremlin nói gì? Vì sao ông Macron nghiêm túc với kịch bản lính NATO đến Ukraine? Tướng Viktor Nazarov, cố vấn của cựu Tổng tư lệnh Ukraine Valery Zaluzny cho biết, chính phủ đã không báo cho quân đội biết họ sẽ nhận được bao nhiêu binh sĩ và vũ khí. Tướng Viktor Nazarov lưu ý rằng giới chức quân đội Ukraine gặp khó khăn khi chính quyền Kiev đòi hỏi họ phải phác thảo một lộ trình để đi đến chiến thắng, nhưng lại không cho biết số lượng người, đạn dược và nguồn lực dự trữ mà họ sẽ có để tiến hành kế hoạch. Vị tướng này xem đây là một trong những yếu tố mà chính quyền dân sự không hiểu hoặc không muốn hiểu khi đòi hỏi quân đội đưa ra các phương án chiến lược trong khi không có dự trữ chiến lược. Trước khi bị thay thế, cựu Tổng tư lệnh Valery Zaluzny cũng có ý kiến tương tự. Trong một bài viết cho CNN vào hồi đầu tháng 2, tướng Zaluzny đã chỉ trích sự không hoàn hảo của khung pháp lý, cũng như hiện tượng độc quyền một phần trong ngành công nghiệp quốc phòng mà ông cho rằng đã dẫn đến tắc nghẽn sản xuất và làm trầm trọng thêm sự phụ thuộc vào viện trợ vũ khí nước ngoài. Trong bài báo tháng 11 viết cho tờ The Economist, cựu chỉ huy cấp cao cũng cho rằng cuộc xung đột đang ở trạng thái bế tắc khi cả hai bên đều có khả năng công nghệ để biết bên kia đang làm gì, khiến rất khó có tiến triển trên chiến trường. Tổng thống Zelensky đã sa thải ông Zaluzny, người chỉ huy cuộc phản công thất bại của Ukraine vào năm ngoái, và một số chỉ huy quân đội hàng đầu khác vào đầu tháng 2. Tổng thống Ukraine đã mô tả quyết định này là sự khởi động lại, và ông lưu ý rằng một số điều chẳng có thay đổi trong khoảng thời gian gần đây. Tuy nhiên, có nhiều nguồn tin cho rằng ông Zelensky muốn loại bỏ ông Zaluzny như một đối thủ chính trị tiềm năng, người nổi tiếng trong dân chúng. Tướng Zaluzny được thay thế bởi tướng Oleksandr Syrskyi. Theo báo Politico, nhiều quan chức quân đội được cho là không hài lòng với sự thay đổi này và phê bình tướng Syrskyi vì sẵn sàng tung quân vào các cuộc tấn công không có kết quả. Vào hồi đầu tháng 2, trước khi thông báo lui quân khỏi thị trấn chiến lược Avdiivka ở Donbass, ông Syrskyi đã thừa nhận Kiev đang ở trong tình thế tiền tuyến khó khăn. Ông cũng nói rằng Ukraine hiện đã chuyển đổi từ tấn công sang phòng thủ chiến lược. Tuy nhiên, khi bình luận về cuộc cải tổ lãnh đạo cấp cao của Ukraine, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý rằng Moscow không nghĩ nó sẽ có tác động đáng kể nào trên chiến trường. Một vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển thành phố Saint Petersburg của Nga vào sáng thứ Bảy ngày 2 tháng 3 sau khi một máy bay không người lái đâm vào một tòa nhà dân cư. Saint Petersburg gần đây đã nhiều lần trở thành mục tiêu, dù cách xa tiền tuyến hàng trăm km. Theo hãng tin địa phương Fontanka, vụ nổ xảy ra ở phía bắc thành phố và mặt tiền của một khu dân cư bị hư hại nghiêm trọng. Các kênh Telegram Baza và Mash cho biết không có thương vong. Baza viết rằng cửa sổ của ít nhất 4 căn hộ bị vỡ và cư dân trong tòa nhà đã được sơ tán. Video từ hiện trường được cả Baza và Mash chia sẻ cho thấy một sân ngổn ngang các mảnh vỡ với lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường. Trong khi đó, một đoạn clip khác được Mash chia sẻ mô tả khoảnh khắc chiếc máy bay không người lái dường như đã đâm vào tòa nhà. Có thể nghe thấy âm thanh của động cơ vo ve, sau đó là tiếng nổ lớn. Tờ báo này cho rằng chiếc máy bay không người lái có thể đang hướng tới một cơ sở dầu mỏ gần đó, cách đó chưa đầy 1 km. Saint Petersburg và các khu vực lân cận gần đây đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, mặc dù thành phố này nằm cách tiền tuyến hàng trăm km. Vào giữa tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã chặn một máy bay không người lái của Ukraine trong khu vực và truyền thông địa phương cho biết nó đang nhắm mục tiêu vào một kho dầu trong thành phố. Còn tại Crimea, một nguồn tin từ cơ quan an ninh liên bang FSB nói với hãng tin RIA Novosti rằng họ đã chặn được một chiếc xe hơi có gắn chất nổ, cố gắng xâm nhập Crimea và vô hiệu hóa được quả bom. Vụ việc xảy ra tại cửa khẩu Hankhoy trên biên giới hành chính giữa Crimea và vùng Kherson của Nga ở phía bắc bán đảo. Trong quá trình kiểm tra một chiếc ô tô do nhân viên thực thi pháp luật từ vùng Kherson lái, các nhân viên của FSB đã phát hiện ra vật thể giống như một thiết bị nổ được gắn dưới ghế lái. Chiếc xe đã nhanh chóng được di chuyển đến một địa điểm an toàn và lực lượng đặc công đã vô hiệu hóa thành công quả bom. Theo nguồn tin của RIA Novosti, các chuyên gia đã xác định rằng thiết bị nổ tự chế được lắp ráp từ các bộ phận do nước ngoài sản xuất, do các quốc gia NATO cung cấp cho Ukraine. Cuộc điều tra đã được tiến hành và các cơ quan an ninh đang làm việc để xác định những người có liên quan đến âm mưu này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói việc quân đội Anh can dự trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine từ lâu đã không còn là bí mật. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Putin, ông Dmitry Peskov nói không có gì bí mật về việc người Anh thực sự đang có nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau cho Ukraine. Ông nói điều đó cho thấy Anh thực sự trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này. Báo Anh The Times dẫn nguồn tin quân sự Ukraine cho biết, Đô đốc Tony Radakin, tham mưu trưởng quân đội Anh, được cho là đã giúp Ukraine thực hiện chiến lược tiêu diệt tàu Nga và mở cửa Biển Đen. Vị tướng này cũng có giá trị trong việc phối hợp hỗ trợ từ các lãnh đạo cấp cao khác trong NATO. Ông Radakin đã nhiều lần đến Kiev để gặp Tổng thống Zelensky, được cho là để thảo luận về chiến lược của Ukraine và những thách thức mà phương Tây có thể hỗ trợ. Điện Kremlin không có thông tin cụ thể liên quan đến hoạt động của ông Radakin, nhưng ông Peskov nói có lẽ quân đội Nga biết về điều này. Báo The Times đưa tin tướng Radakin, 58 tuổi, dự kiến sẽ nghỉ hưu vào tháng 11 năm 2024 sau 3 năm giữ chức vụ Tổng tham mưu trưởng. Nhưng ông sẽ tiếp tục giữ chức vụ này thêm một năm nữa, theo yêu cầu của Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đầu tuần này dường như đã vô tình xác nhận sự hiện diện của quân đội Anh ở Ukraine. Ông Scholz nói rằng quân nhân Anh đang giúp Ukraine điều khiển tên lửa hành trình Storm Shadow. Nhiều quan chức Anh sau đó đã chỉ trích Thủ tướng Đức vì đã lạm dụng thông tin tình báo, gây nguy hiểm cho quân nhân Anh và tạo cớ cho Nga leo thang căng thẳng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh ông không hề lỡ lời khi đưa ra phát ngôn không loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine. Bản thân Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đứng đầu là Tổng thư ký Jens Stoltenberg cũng như lãnh đạo Anh, Đức và Mỹ đã khẳng định hiện nay không có kế hoạch đưa lính trực tiếp tham chiến tại Ukraine. Đây là sự phủ nhận đối với phát biểu gây sốc, không loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine của Tổng thống Pháp Macron tại một hội nghị thượng đỉnh đầu tuần này ở Paris, nơi lãnh đạo các nước phương Tây bàn chuyện hỗ trợ Ukraine. Phát ngôn của ông Macron bị cho là đã gây bối rối và khó chịu cho đồng minh, và sau khi có lời giải thích từ chính quyền Pháp, một lần nữa ông Macron nhấn mạnh mình không hề lỡ lời. Đây là vấn đề nghiêm trọng, mỗi lời tôi nói ra về chuyện này đều được cân nhắc, suy tính kỹ lưỡng. Ông nói khi dự sự kiện khánh thành làng Olympic gần Paris. Việc Tổng thống Pháp cương quyết nghiêm túc với kịch bản lính NATO tham chiến ở Ukraine có thể tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi, nhưng ông thực sự đã nói gì và động cơ cho việc phát biểu ấy là gì? Kịch bản lính NATO tới Ukraine được ông Macron nhắc tới sau khi chủ trì hội nghị ở Paris nêu trên. Chủ đề trọng tâm của sự kiện ấy là thảo luận xung quanh việc tăng tốc cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine. Trong bài bình luận về vấn đề này, chuyên gia của Guardian Anh dẫn lời một số người tham gia tiết lộ rằng các lãnh đạo dự họp thực sự có trao đổi về khả năng các lực lượng quân đội phương Tây đóng vai trò nào đó ở Ukraine. Mặc dù vậy, vai trò này không bao gồm nhiệm vụ tác chiến. Sau cuộc họp báo kết thúc sự kiện, ông Macron đưa ra hai thông điệp mạnh mẽ. Thứ nhất, chúng tôi tin rằng thất bại của Nga gắn liền với sự ổn định và an ninh ở châu Âu. Và thứ hai, chúng tôi quyết tâm làm mọi thứ để giúp Ukraine thắng thế. Guardian lưu ý việc ông Macron nhắc tới lính NATO tham chiến thực chất là đáp lại một phát biểu của Thủ tướng Slovakia Robert Fico, người đề cập tới nội dung mà ông cho là sởn gai ốc trong một bản thảo được bảo mật. Trong tài liệu ấy có nói tới khả năng một số đồng minh Liên minh châu Âu, EU và NATO gửi binh sĩ sang Ukraine. Ông Macron đáp lại lời ông Fico nói rằng chủ đề trên đã được thảo luận tự do và trực diện. Tổng thống Pháp nói thêm rằng chưa có sự đồng thuận nào về việc gửi lính mặt đất tới Ukraine, nhưng không nên loại bỏ khả năng nào. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để Nga không thắng cuộc chiến này, ông nói. Nhiều người hiểu rằng những gì ông Macron nói hôm đầu tuần ít nhất khẳng định đã có thảo luận về khả năng NATO đưa lính tới Ukraine. Ý thứ hai được hiểu là quân nhân phương Tây vốn đã có mặt ở Ukraine cho những nhiệm vụ chưa được tiết lộ. Lâu nay, các nước đồng minh của Ukraine đều hạn chế hiện diện binh sĩ ở quốc gia này. Ví dụ khi Đức từ chối đưa tên lửa Taurus sang Ukraine, Thủ tướng Olaf Scholz lý giải rằng việc cung cấp tên lửa sẽ kèm theo sự hiện diện của lính Đức, những người làm nhiệm vụ hỗ trợ. Vào hôm 29 tháng 2, khi ông Macron khẳng định lại một lần nữa rằng ông có suy xét kỹ lưỡng với phát biểu của mình, chuyện đưa lính NATO tới Ukraine dù làm bất kỳ nhiệm vụ gì, có vẻ là điều ông thực sự muốn thảo luận. Dư luận đã nói nhiều về nghi vấn ông Macron chọc ngoáy người Đức tại Paris về vấn đề hỗ trợ cho Ukraine, và điều này vô tình phần nào chứng minh ông thực sự nói về chuyện đưa lính tới tham chiến. Cụ thể, không nhắc tên nước Đức, ông Macron cho rằng cách đây 2 năm, nhiều nước từng nói không bao giờ đưa máy bay và tên lửa tầm xa cho Ukraine, nhưng giờ mọi thứ đã khác. Điều này giống như ý tưởng đưa lính NATO sang Ukraine bị phản bác mạnh mẽ, nhưng tương lai không ai dám chắc. Để tôi nhắc lại 2 năm trước, một số người ngồi đây đã nói chúng tôi sẽ gửi túi ngủ và nón bảo hiểm, ông Macron nói, và đối tượng được cho là Đức, quốc gia từng bị chế giễu khi đề nghị cung cấp 5.000 nón bảo hiểm cho Ukraine vào hồi năm 2022.